Nghĩa 11. Qua người rất hay, hai người luôn. Rất qua không được rồi. Nghĩa 11 qua một người, hai người, qua hai. Không qua được người thứ ba. Vẫn còn. Đạt 04, cú dứt điểm. Chào anh em. Nay mới làm tóc xong nên đội nón giữ form cho tóc, chứ không phải là đang có xu hướng đội nón gì đâu nha. Hôm nay thì trẻ Lê Minh FC có một trận banh giao hữu. Thì đội cũng đã tập luyện cũng rất là lâu từ trước Tết rồi, nhưng mà cũng chưa có dịp nào làm một video clip về đội trẻ Lê Minh cả. Toàn mấy anh em sinh năm 2000 không à. Thì hôm nay là đợt sau Tết, đội có tập trung để đá trận giao hữu. Thì ok, hôm nay sẽ quay clip đội trẻ Lê Minh đá một trận giao hữu cho mọi người cùng xem. Thì đội chưa tập trở lại, chỉ là một trận giao hữu bình thường thôi. Thì bữa nào thì mình có đi tập với đội trẻ thì mình sẽ cũng làm clip đi tập cùng đội trẻ Lê Minh. Mọi người có thể biết nhiều hơn về cách tập luyện của cả đội như thế nào. Và sao A, B, C, X, Y, Z mình sẽ kể sau. Thì hôm nay chỉ là một trận giao hữu thôi. Rồi cùng giới thiệu qua vài cầu thủ của trẻ Lê Minh nha. Bắt đầu từ thủ môn trước đi. Em tên gì vậy? Em tên Duy anh. Duy hả? Keeper. Em số mấy? Số 19 anh. 19. Dạ. Và đây là... Em tên gì? Khoa anh. Đây là Khoa, số 1. Ok. Em tên gì? Em tên Đạt. Đạt hả? Em số mấy hả? Em số 4. Số 4 à. Hello. Chào anh. Em giới thiệu tên mọi người biết nè. Dạ, em tên Khoa, áo số 21. Khoa, số 21. Ồ. Oh. Dạ, em tên Phát, số 24. Phát, số 24. Em tên Long, số 20. Dạ, yeah, Long. Ok, Long ơi. Em tên Nhân, số 25. Nhân hả? Dạ. Ok. Thay nhớ về, edit nhanh thôi. Đã luôn. Em tên Bảo, số 15. Bảo. Sure. Hello chàng trai. Mình tên Phương, số 8. Yeah. Hải Phương, nickname là Chim. Gặp lâu rồi. Xin chào em. Hello anh. Em là Nghĩa đúng không? Dạ đúng rồi, em số 11. Biết em rồi, số 11 à. Dạ. Bữa nào cắt tóc cho anh nha. Ok anh. Hello chàng trai cao nhất đội. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Trường, số 9. Trường, số 9. Dạ. Đã bị vô đúng không? Dạ. Ok. Hello anh. Hi em. Giới thiệu tên mọi người. Em tên Tùng. Tùng, số 14. 14. Ok. Rồi. Em tên Quân, em áo số 5. Quân, số 5. Em trai nhất. Em trai của Blackby đó. Hello em. Dạ. Em tên Tùng, số 18. Tùng, số 18 ha. Ok. Em tên Khoa, số 14. Khoa, số 14 ha. Dạ, em tên Thảo, số 26. Còn em ở giữa nữa. Tên, em tên Khôi nha anh, nha các bạn. Số mấy nhỉ? Số 17. 17, đã bị bót đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Còn áo xanh nữa hả? Anh áo xanh ở ngoài nữa. À, đây. Anh áo xanh ở ngoài. Bình thường đội trẻ Lê Minh FC là có Kim Messi huấn luyện nữa. Mà hôm nay Kim Messi đi đâu rồi không biết. Có một cót, có chính nè. Có chính này tên là gì ta? Tên chỉ Hiếu. Biết tên là tên là gì Hiếu nha? Nguyễn Mạnh Hiếu. Mạnh Hiếu nha, ngày xưa cũng đá thiên thai phủ dữ lắm, không biết sao giờ gọi là Hiếu xìu. Đội đối thủ là Tấn Phát FC. Rồi, khởi động tí rồi vào trận đấu. Anh em chơi, tập trung chơi chậm chơi hết sức mình nha. Rồi, okay. Rồi một hai bên lớn mình vượt. Rồi ba nhậu. Trận đấu bắt đầu. Nghĩa. Bình tĩnh thôi, chậm lại đi đâu. Bé một đâu, Long. Số 4 này là Nghĩa. Ok. Khuyết điểm cầu may của Trường 09. Đạt 04. Ồ, nhé không thành công. Phản công ngược. Cú dứt điểm, không vào. Wow, Atletico. Hay quá. Số 76 rồi bạn có vẻ rất khéo léo.
Số 21 này nhìn quen quá ta. Cú dứt điểm. Wow, cú sút rất mạnh. Long 20, Đạt 04, Nghĩa 11. Quá người rất hay, hai người luôn. Rất wow, không được rồi. Mất banh. Đạt 04, đảo chân. Nghĩa 11. Cú dứt điểm không vào. Cú dứt điểm của Nghĩa 11. Tổ 2 để mình vào rồi. Tuyến 2. Phương 08 một cú dứt điểm không vào. Ôi các bạn sinh năm 2K di chuyển liên tục nhanh quá. Chóng mặt luôn. Tao phạt. Tao. Chiếc bóng vẫn là số 21. Cầu thủ có lực sút rất mạnh. Không qua được tay thủ môn Di 19. Phạt rồi, phạt. Qua. Chuyền rất sâu. Cú dứt điểm ngay mặt của cầu thủ số 12. Phải, phải. Phải. Vô thay thôi ơi. Vô thay thôi tối 2 nè. Cú sút rất mạnh ngay mặt. Và nằm một đống. Nếu không có cái mặt là chắc là lỗ một bàn rồi. Và bóng này có lẽ là trong Suasa đã có rồi. Pha cản phá bóng của Easy. Cao nữa, cao nữa. Trường công chính. Lên. Mất rồi. Đường chuyền lên không thành công. Dứt điểm không vào. Và góc cho cầu thủ Tân Phát. Cú dứt điểm rất mạnh của cầu thủ số 21. Bóng bay hơi cao. Cầu thủ số 21 có phối hợp không thành công. Đường chuyền lên của trường không chính. Khoa 20 làm gì đây? Cú dứt điểm vào. Và phản công chớp nhoáng của trẻ Lemon FC. Một bàn thắng của khoa 20. Về chưa, về chưa, các bạn em nghe chưa. Trường 09. Được rồi, Nghĩa 11, đột phá. Rất hay. Tiếp tục một cú dứt điểm nữa. Bóng đi qua hai chân thủ môn đội bạn. Hay không? Và đột phá rất tốt của Nghĩa 11. Quá hay. Wow. Và đi dọc biên. Cú dứt điểm không vào. Pha đổ người rất tốt của Duy 19. Trong thì cứ đá, ngoài thì cứ nói. Đá phạt cho các cầu thủ đội bạn. Nói chung là đang bị đau chân nên hôm nay đi mang dép. Sân bóng gì mà có lỗ lỗ ở đây trời. Ồ, sân cũng khá cũ. Bạc màu hết. Cỏ chốc tứ tung. Khung thành thì vẫn còn khá ổn. Hệ thống ánh sáng thì tạm tạm. Có chỗ tối có chỗ sáng. Giữa sân bên kia thì sáng nè. Bên đây thì tối thui. Chắc bên đây thiếu điện. Rồi chuẩn bị hiệp 2. Nhà nói đã đánh 3 hiệp lận. Mở tàu, mở đi tàu. Cú sút rất mạnh. Tiếp tục. Bóng này trúng ngày số 12. Lần thứ 2 ăn banh. Ồ. Lại có một pha bóng mình không hiểu.
tại sao các cầu thủ trẻ lại chơi bóng như vậy. Và bóng lòng vòng cuối cùng có bàn thắng cho cầu thủ số 26. Chứ bình thường là các bình luận viên khác là có danh sách thi đấu. Một đường chuyền ngang rất nguy hiểm, không vào. Thủ môn J19 đã ra kịp thời. Vẫn quên mất 25 tên gì. Đến bên quyết điểm số 21. Qua đối diện thủ môn, không vào. Pha phòng ngự rất tốt của J19. Các banh thành công số 11. Một cú dứt điểm của Nghĩa 11. Bóng bay trúng vị trí của thủ môn. Có phạm lỗi à. Qua wow, cú sút rất mạnh của cầu thủ số 23. Nghĩa 11. Chân phải có hình xăm rất đẹp. Nghĩa 11 qua một người, hai người, qua hai. Không qua được người thứ ba. Vẫn còn. Đạt 04. Cú dứt điểm. Qua wow, cú sút qua hai chân nhưng không qua được thủ môn. Cắt banh. Nghĩa 11 rất hay. Qua wow, một cú dứt điểm ngay cột dọc. Pha đột phá rất tốt của Nghĩa 11. Bây giờ rất ấn tượng với những pha xử lý của Nghĩa 11. Quá hay. Cao lên xíu dù, cao lên. Điều chuyên ngang. Wow, pha mọi người rất hay của Nghĩa 11. Wow, không được rồi. Phước banh rất nguy hiểm. Cú dứt điểm, không vào. Đây. Còn mặt sân ở đây nữa. Lồi lồi lõm lõm. Chóc chóc chóc. Ở đây mới thê thảm nè. Kìa. Sân này cũng xuống cấp khắp. Sân xuống cấp cũng khá trầm trọng rồi. Nói chung là mấy anh em trẻ này là từ đợt tuyển năm ngoái đến giờ vẫn giữ bộ khung này để tập luyện. Ra là vẫn còn sẽ thay đổi nhiều trong về nhân sự, nhưng mà chưa có được tuyển mới để tuyển tiếp các thành viên khác tốt hơn, nên ra vẫn giữ bộ khung này tập luyện và thi đấu. Rồi giờ thì thi đấu thứ ba chuẩn bị bắt đầu. Rất khéo. Qua wow. Và mọi người rất hay của Long 20. Và cú dứt điểm lên trời. Trường 09. Đạt 04. Mọi người rất hay. Cú dứt điểm của Đạt 04. Khá hiền. Quay lầu quá. Mở tay. Cú dứt điểm chúng ngay vị trí của thủ môn. Pha 0-1. Thủ thành mà mình đánh giá là rất tốt của trẻ Lê Minh FC hiện tại. Qua wow, đường chuyền lên rất tốt. Phạm lỗi rồi. Pha chuyền bóng lên rất tốt của thủ môn. Pha 0-1. Trước banh là Bảo 15. 3 ngang. Một đường chuyền ngang chắn. Cú dứt điểm của Hải Phương. Wow.
Khôi mười bảy lấy được bắn rồi, có một bàn thắng của Khôi mười bảy từ một pha sai lầm của các cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm rất tốt của thủ số 21 và pha ném lên rất tốt của pha 01 Phương 08 đột phá quả đồng, cũng là Phương 08 cú dứt điểm chân trái rất tốt của Hải Phương. Thôi 17 Phương 08, cú dứt điểm ngay cột dọc. Cú dứt điểm hơi với của Phương 08. Cắt bên. Bảo 15, pha khứa lồng. Bóng lại bay ra ngoài. Tùng 12. Thảo 26, ném bóng lên cho Hòa. Không qua được cầu thủ số 21 Lên bên. Một cú chích mũi cầu thủ số 21 đội bạn. Không qua được thủ môn. Chi dài của thủ môn Khoa 01. Giờ là Tôn 12. Cú dứt điểm tẻ luôn. Chị ngang. Cú dứt điểm không vào. Cú dứt điểm của Phát 25. Là kết thúc trận đấu. Tỷ số là 4-0. Làm gì làm chiều nhớ nhậu nha anh em. Rồi, kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0. Trận đấu giao hữu giữa Trẻ Lê Minh FC và Tân Phát FC. Thật ra nguyên đội hôm nay là bữa tập trung đầu tiên, sau kỳ nghỉ Tết rất là dài. Đúng rồi. Thì mấy em đá vậy nói chung là khá là ok. Khá ok đúng không? Những cầu thủ của bên Tấn Phát FC hình như cũng là do Hiếu làm luôn đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Cái cầu thủ bên đó là bao nhiêu tuổi? Cầu thủ bên thì bên đây là 2000 là chắc. Nhỉnh hơn bên mình chắc 4 5 tuổi. Trời. Nhỉnh hơn bên mình tức là nãy giờ là mình đang đá với đội lớn. Đá đội lớn, đám trẻ Lê Minh FC đang đá với đội lớn hơn. Mà có một cái tỷ số là 4-0, hầu như là trận thi đấu thuộc về đội trẻ. Thì đội này cũng mới thành lập rồi, không phải là mới thành lập mà là mới tập gần đây. Mới tập gần đây. Là những cái bạn đó là những mảnh ghép. Nói chung là nó chưa thành một hệ thống nên. Dạ. Nên chuyện có kết quả như vậy là cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà tính ra bên kia là cộng đồng, còn phía trẻ Lê Minh thì nó có hơi hướng năng khiếu đậm hơn. Nha. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Hiếu Siêu. Nha, hẹn gặp lại một ngày không xa. Và hy vọng là sẽ còn những trận thi đấu khác nữa để chiếu cho mọi người cùng xem nhé. Và nếu anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe nhé, để mình có thể tiếp tục chinh chiến với những series đi xem bóng đá như thế này. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.